nhà sống nơi nhỏ nhà sống ít trong phong duy sẽ đời cho nên chắc gì cái tin này cha sẽ đời cho lên cho tù lúc nào giờ nó mà thi bê lu ý liền tu trong ác sẽ đành gậu à từ là nhà thông tàu quan tới chụp lại tổng lan cho là dễ dọn chụp lại tổng lan là cuối giờ của giờ xăm một tàu sẽ tới chờ đợi cái tin này cha nó tàu sắp thì mình cảm thấy sẽ đời tàu no là giờ xa cho một mùa nó dọn nhà liền tới cho bà tổng lan biết sẽ đời tới rồi ít cho chống nhà cho chỉ tàu bao hãy cho nhà cho tiêu qua lại là cô rong tới khi trở lại biết qua biết một thò nó dọn một thò tàu lúc đó là cho chỉ mất cho là chú họ tới là cô là lo chỉ mà đi trâu tờ trâu trẻ trâu chỉ mà đi hầu cọ nè và cho mấy chú cọ nè tứ mua tứ vô xe chỉ mà mất cho là phua rất chán tu để cho nó tiếp theo chỉ tàu on hút trong hút nó lại nè tới khi hút nó cũng có nhẹ lại à phần này mình nhỏ lại cùng một tế cho lời cọ cùng nhau chưa thành hợp lại nó cùng nhau 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 cười theo thì làm mấy chưa chơi bật tàu lên trà nó mất xa mù à rồi từ từ lên trà trà sẽ về nhau phải tiểu là tàu nó để lên từ hàng nhất tới tế chờ theo nhau tế chờ là nó lên từ hàng sáng nó gặp lại nó là à hồ trâu cũ là cái hàng trâu cũ của mẹ qua tối nay sẽ đợi tàu nó nữa vậy à cụ tổ sạt tàu nhà sụn bế sụn chỉ nhà ó gì chỉ nhà trâu chụp bế trâu chụp lâu ai cô làm mất cho là qua lên nó tôi sẽ đợi à tổ hai nhà nó là sẽ đợi hai tuần nó oxy chẳng chẳng hạn cho lâu sáng sáng nó dọ cô cũng qua sáng rồi cũng chờ cứ đi chờ sáng rồi nhớ rồi sẽ tới chờ nó rồi qua lại thế ai à nên nhớ sẽ tới chờ tới rồi nên như nó không ít bật ra dạ các cha khăn nó lắm mà nó sử khăn nó hạn chế cho không à thầm mát xa nhất rồi cố tế khu chờ ở nhà bếp ở tàu là mẹ bếp sạch tế là nhất rồi hà rồi hà trôn mùa dọ Thank you.